thấy người yêu bị đánh phó chỉ an làm sao chịu được, anh lạnh lùng cầm chặt chai thủy tinh trong tay, ngẩng đầu cười, Lý Chí Nghị, mày thử động vào cậu ấy nữa thử xem. Chỉ dụ sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu nghi hoặc nhìn anh, người đang nói những lời tục tĩu đó, thật sự là phó chỉ an mà cậu quen sao? Trước đây, dù có tức giận đến mấy anh chỉ im lặng nhẫn nhịn mà thôi. Lý Chí Nghị tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn không tin phó chỉ an dám làm liều như thế. Cậu ta thách thức, cầm cái bình thủy tinh rỗng tuếch này định dọa ai vậy hả? Ông đây không tin mày dám động thủ đấy. Phó chỉ an cũng chẳng muốn phí lời với cậu ta. Anh nhìn chỉ dụ đang be bét máu liền hạ quyết tâm, cứ thử rồi biết. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, đám Lý Chí Nghị nghe thấy còi liền sợ bắn mình, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa, tiếng còi xe cảnh sát đó là do phó chỉ an mở từ điện thoại, đợi đám người kia bỏ đi hết anh mới tắt đi. Phó chỉ an ngồi xổm xuống bên cạnh chỉ dụ, nhẹ nhàng vươn tay lau đi vết máu trên mặt cậu. Tưởng tình thương mến thương như nào, giây sau đã vội cà khịa nhau, trình độ đánh nhau sao thường thế. Người bẩn hết rồi đây này. Chỉ dụ tức điên lên, vừa định giơ nắm đấm tẩn cho anh một trận thì cơn đau ở vai kéo đến. Cậu nhăn nhó dùng một tay đỡ lấy tay bên kia. Nhưng vẫn không quên cãi lại, cậu cũng không xem tôi đánh bọn họ như thế nào, mấy vết thương này là đen thôi, đỏ là red. Cậu run rẩy chống tay xuống đất lấy đà đứng lên, nhưng làm thế nào cũng không đứng nổi. Phó chỉ an thở dài, đã đau rồi còn cứng miệng, vẫn là anh đưa ra gợi ý trước, để tôi đỡ cậu nhé. Chỉ dụ đỏ mặt miệng từ chối nhưng vẫn vươn tay muốn nắm lấy tay anh, tùy cậu. Nào ngờ, phó chỉ an lại ngả người sang một bên né tránh, khiến cánh tay của cậu lơ lửng giữa không trung. Bầu không khí dần dần im lặng, chỉ dụ nhìn cánh tay đang để lơ lửng của mình, hận không thể chặt luôn đi. Phó chỉ an được dịp lên mặt thì không khách khí nói, xin tôi đi. Chỉ dụ nghiến răng nghiến lợi, đã đau ở ngoài giờ lại sát muối vào tim, phó chỉ an nghĩa nó, cậu đúng là đồ súc sinh. Phó chỉ an cuối cùng cũng kéo cậu đứng dậy, anh nhìn vết thương trên trán cậu mà xót xa, nghiêm túc nói với chỉ dụ, đi, chúng ta tới bệnh viện. Chỉ dụ đỏ mặt ngại ngùng quay sang hướng khác, không cần, chết không nổi đâu. Tôi sống dài lắm. Nói rồi cậu xoay người nói với phó chỉ an như chưa có chuyện gì, về thôi. Phó chỉ an nhìn thấy cậu xoay người muốn đi, không biết ma xui quỷ khiến như nào anh lại đưa tay ra níu tay cậu lại, vậy về nhà tôi. Chỉ dụ đỏ mặt nhìn anh, nghĩ đến việc cả người đang máu me như này, nếu về nhà anh thì sẽ làm mọi người lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên theo anh về thì hơn. Cậu mở miệng từ chối, đến cái nhà nhỏ như cái lỗ mũi đầy á, rồi tối ngủ đâu. Giường cậu bé như cái lỗ mũi, lão tử muốn duỗi chân cũng không duỗi nổi nữa. Phó chỉ an liếc nhìn chỉ dụ một lượt từ đầu tới chân, đột nhiên cười lạnh một cái rồi buông tay ra. Chỉ dụ ghét nhất là mấy người thích body shaming người khác, mặc kệ vết thương trên khóe miệng mà cao giọng mắng, nghĩa nó, cậu nhìn cái gì thế hả? Phó chỉ an nghiêng đầu đảo mắt qua chỗ khác, cố nhịn cười đáp, không có gì. Chỉ dụ tức giận mắng chửi, nghĩa nó, cười cái rắm ấy. Cậu nắm lấy cổ áo anh, tôi xịn đến mức cậu không dám tưởng tượng đâu. Cậu đừng có mà dùng ánh mắt đấy nhìn tôi. Phó chỉ an lại cười cười ồ lên một tiếng, chỉ dụ thấy anh không chịu tin mình thì tức tối, nghĩa nó, của tôi ít nhất phải lớn hơn của thằng Lý Chí Nghị gấp nghìn lần đấy. Phó chỉ an vừa chỉ ồ lên một tiếng. Thấy anh dám coi thường mình, chỉ dụ hùng hổ nắm lấy cổ tay phó chỉ an, kéo anh đi về phía nhà anh, hung hăng muốn chứng minh bản thân, giờ đến nhà cậu đi, lão tử phải cho cậu mở rộng tầm mắt. Hai người vừa đi vừa gây gổ, chẳng mấy chốc đã đến dưới tiểu khu mà gia đình phó chỉ an đang sinh sống. Vừa đến nơi đã thấy mẹ anh đang đứng ở đầu ngõ chờ. Bà vừa nhìn thấy hai người liền chạy lên lo lắng hỏi han, sao muộn vậy mà hai đứa mới về hả? Lúc này bà mới để ý đến chỉ dụ đang thương tích đầy mình, cả người lấm lem quần áo sộc sạch, vết thương trên trán vẫn không ngừng chảy máu, trông rất đáng sợ. Trần Nghi Phương chỉ kịp thốt lên một câu trời ơi, rồi chạy đến đỡ cậu, vào nhà trước đã rồi nói, trong nhà có thuốc. Chỉ dụ ái ngại nhìn Trần Nghi Phương đang lo lắng, gì à con không sao đâu, thật đó, con tự đi được mà. Bà gật đầu thả tay cậu ra, vội vã chạy lên trước mở cửa, để dì đi lấy thuốc cho hai đứa. Đang lúc chỉ dụ đang cảm xúc lẫn lộn, thì phó chỉ an nâng một cánh tay của cậu lên, hai người dìu dắt nhau lên tầng. Chỉ dụ đỏ mặt lắp bắp, cậu làm gì thế hả? Phó chỉ an đặt một cánh tay lên eo cậu, nhẹ nhàng véo một cái, bóp mỡ cậu chứ còn làm gì? Chỉ dụ mắt thấy bản thân không làm gì được, liền lên tiếng mách lẻo, dì à, phó chỉ an chiếm tiện nghi của con nè. Trần Nghi Phương quay đầu thở dài. Đã thành ra thế này rồi còn nháo, vậy con chiếm tiện nghi lại nó không phải công bằng rồi sao? Chỉ dụ sững sờ, cảm thấy lời nói này cũng rất có lý nhưng lại cảm giác không đúng cho lắm, nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này cũng không phải không thể. Phó chỉ an bên cạnh cũng gật đầu tán dương, mẹ tôi nói đúng đấy, cậu chiếm tiện nghi tôi lúc nào cũng được hết, tôi không để ý đâu. Dù sao da mặt tôi cũng dày hơn cậu.
chỉ dụ thấy dãy dụa không có tác dụng liền dùng sức ép xuống, cả người nặng nề dựa hẳn vào người Phó Chỉ An, cậu không để ý nhưng lão tử để ý được chưa? Hai người dìu dắt nhau mãi mới về đến nhà, cậu vừa ngồi xuống ghế sofa thì Trần Nghi Phương cũng mang hộp thuốc đến. Chỉ dụ đảo mắt qua một lượt, trên bàn bày một đống đồ ăn ngon, mùi thơm bay khắp phòng làm cậu nuốt nước bọt ừng ực. Cậu cười thầm, cho dù nhiều năm như vậy, nhưng những món ăn mà Trần Nghi Phương nấu vẫn là mùi vị quen thuộc này. Trần Nghi Phương bắc ghế ngồi trước mặt cậu, vừa lục lọi đồ sơ cứu vừa hỏi, sao hai đứa lại thành ra như vậy hả? Đầu con bị rách ra rồi kìa, đến bệnh viện xem qua chưa? Chỉ dụ cúi đầu cười cười, không sao đâu gì, cũng không phải lần đầu, bà nhìn cậu thở dài bất lực, thật là. Phó Chỉ An nhìn hộp cơm trên bàn sau đó quay qua hỏi Trần Nghi Phương, mẹ, mẹ không đi mang cơm cho bà à? Lúc này bà mới giật mình nhớ ra, bà quay sang nhìn hộp cơm được gói ngay ngắn trên bàn thì chán nản ôm đầu, con không nói thì mẹ cũng quên mất, đợi các con về mà không để ý thời gian luôn. Bà tưởng tượng đến viễn cảnh giờ mang cơm đi cho chồng, có lẽ sẽ bị ông mắng yêu cho một trận mất. Phó Chỉ An một tay cầm lấy đồ sơ cứu trong tay mẹ, một tay khác qua vai Chỉ Dụ, thâm tình diễn vai con ngoan bạn hiền. Mẹ, mẹ đi đưa cơm cho ba đi, để con làm cho. Trần Nghi Phương thấy thằng con trai quý tử hiểu chuyện như vậy liền cảm động muốn khóc, giao lại cho con hết đó. Bà vội vã cầm lấy hộp cơm trên bàn chuẩn bị rời đi, trước khi đi vẫn không yên tâm quay lại dặn dò, xong rồi nhớ ăn cơm đi nhé, mẹ với ba con chắc muộn mới về. Tiểu Chỉ hôm nay ở lại đây đi, ngày mai dì sẽ làm đồ ăn ngon cho con ăn. Chỉ Dụ còn chưa kịp từ chối, Phó Chỉ An đã thay cậu đồng ý, dạ vâng ạ. Cửa vừa đóng lại Phó Chỉ An đã để lộ bộ mặt thật, anh đứng lên, nào, ngẩng đầu lên, Chỉ Dụ quay đầu sang một bên giận dỗi, ai cần cậu lo. Phó Chỉ An cười lạnh một tiếng, anh vươn tay giữ lấy cằm cậu, không cẩn thận đụng vào vết thương trên má làm cậu đau điếng. Chỉ Dụ hét lên một tiếng chói tai thì Phó Chỉ An mới ngờ ngợ bỏ tay ra, cậu hút một ngụm khí lạnh lớn tiếng mắng, nghĩa nó, cậu muốn rớt người à. Phó Chỉ An nhẹ nhàng dùng bông tăm chấm lên vết thương, lần này anh cẩn thận từng ly từng tí chỉ sợ làm cậu đau. Nếu biết đau thì đừng có đánh nhau nữa, chỉ có kẻ không đầu óc mới dùng nấm đấm thôi. Nói rồi anh khoác tay lên vai cậu, sợ cậu không hiểu nên nói thẳng luôn, cậu đó, chính là không có đầu óc nhất. Chỉ Dụ mặt đầy ghét bỏ hất tay anh ra, hứ, cậu thì có nhỉ, lấy bình thủy tinh vỡ đi dọa, tưởng đám lý trí nghị đó sẽ sợ chắc. Chỉ Dụ dùng ánh mắt coi thường nhìn anh rồi nói tiếp, đám người bọn nó cũng không có đầu óc, bình thủy tinh đánh bừa cũng có thể rớt người đó. Có cho cậu 10 lá gan cậu cũng không dám. Phó Chỉ An lạnh lùng búng mạnh vào trán của cậu một cái, nếu bọn họ thật sự động vào cậu, tất nhiên tôi sẽ dám. Không biết cái búng đó có làm hỏng não cậu không, nhưng nhìn cách cậu đứng hình là biết mê rồi. Chỉ Dụ quay qua một bên, phét, phét vừa thôi. Cậu có cảm giác không biết từ lúc nào, Phó Chỉ An không còn bộ dạng cần cậu bảo vệ như ngày xưa nữa. Hiện giờ tâm tình cậu về Phó Chỉ An bắt đầu phức tạp. Cậu cũng không hiểu vì sao nữa. Đột nhiên Phó Chỉ An đứng dậy cởi áo khoác, thuận miệng cũng kêu cậu cởi áo ra. Chỉ Dụ ngớ người, gì cơ? Hả, hả? Phó Chỉ An tinh ý phát hiện ra biểu cảm khác thường của cậu, nhưng vẫn cố ý trêu chọc, không cởi ra thì đừng trách tôi đó. Chỉ Dụ mặt ngày càng đỏ, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp, tôi, cậu. Cậu giữ chặt cổ áo, run rẩy lùi ra sau, tôi không cởi, nhất định không cởi. Phó Chỉ An cố tình tiến lại gần, sao sợ tôi vậy? Dén rồi thì nói đi cưng. Chỉ Dụ không chịu yếu thế. Giả vờ bình tĩnh quay qua nói, đừng có mà ở đây khoác lác, lão tử chỉ sợ thân hình tuyệt đẹp này sẽ khiến cậu tư ti thôi. Đột nhiên Phó Chỉ An đến gần, ép sát cậu vào thành ghế, miệng thì thầm bên tai, được, vậy thì phiền cậu, làm cho tôi tự ti chút đi. Chỉ Dụ nghiến răng đẩy anh ra, cởi thì cởi, cẩn thận cơ bắp của ông là mù mắt chó của cậu. Nói rồi cậu hùng hổ cởi áo ra, lần này cậu không tin không làm cho anh lắc mắt. Phó Chỉ An ngược lại chẳng có hứng thú. Anh quay đầu lấy thuốc đổ vào miếng bông đáp lại lời cậu, vâng vâng vâng, nằm sấp xuống đi. Chỉ Dụ ngoan ngoãn nghe theo nằm sấp xuống ghế sofa. Trên tấm lưng trắng trẻo là những vết thương xanh tím chồng chất, bọn côn đồ kia đúng là ra tay độc ác. Phó Chỉ An thấy vậy liền sững người, không biết nên bắt đầu bôi thuốc từ đâu. Chỉ Dụ thấy mãi không có động tĩnh gì liền quay sang nhìn anh thắc mắc, sao vậy? Mê đến không động đậy được à? Lúc này anh mới phải ứng lại, nhàn nhạt đáp, không sao. Tay nắm chặt lo thuốc. Thề sẽ khiến đám người đó phải trả giá vì những chuyện chúng đã gây ra. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng bôi thuốc cho cậu. Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của Phó Chỉ An, thân thể cậu nháy mắt có chút cứng đờ. Tay anh ấn lên vết thương trên lưng khiến cậu không tự chủ hét lên một tiếng. Phó Chỉ An nghe thấy liền dừng tay lại, nhíu mày nhìn cậu, bóp đau quá à. Chỉ Dụ xấu hổ vùi mặt vào áo khác, không đau, ngứa, rõ ràng trước kia cũng không phải chưa từng sờ qua,
nhưng cái cảm giác khó tả này thật sự khiến người ta khó chịu. Chỉ dụ cảm thấy trong lòng mình bồn chồn, tim đập mạnh như sắp nhảy ra ngoài, cậu sợ Phó Chỉ An nghe thấy nên giả vờ bắt chuyện với anh, phá tan không khí ngại ngùng, chú Phó khi nào về nhà vậy? Phó Chỉ An vừa nghiêm túc xoa bóp vừa mở miệng trả lời, chắc là phải sáng sớm ngày mai. Chỉ dụ chợt nhớ lại ngày bé, cũng giống như khi nhỏ nhì. Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Cuối cùng, sau 30 phút thì Phó Chỉ An cũng bôi xong, anh ngồi cạnh ghế sofa thở dài. Bất chi bất giác quay đầu nhìn xuống tấm lưng trần của Chỉ Dụ, không hiểu kiểu gì lại nuốt nước bọt ừng ực. Thấy Phó Chỉ An mãi mà không bôi nữa, cậu quay đầu lại hỏi, xong rồi à? Vừa nói cậu vừa chuẩn bị nâng người đứng lên. Phó Chỉ An vươn tay ngăn cản, đừng cựa quậy, nhìn như kiểu định thịt người ta luôn ấy. Chỉ Dụ giật thóp tim nhanh chóng hỏi ngược, làm gì? Anh áp sát người cậu chất vấn, tại sao lại giả vờ không quen biết tôi? Chỉ Dụ lúc này chẳng nghĩ ra cái gì nữa, cậu ngờ vực hỏi lại, cái gì? Phó Chỉ An vốn không định bỏ qua, nay có cơ hội quyết định hỏi cho ra lẽ, tôi hỏi cậu, sao ở trường lại không nói chuyện với tôi?